chiều 31 tháng 10, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác chữa cháy ở nhà kho rộng rãi cả nghìn mét vuông trên địa bàn. Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, nhiều người dân sinh sống ở đường số 2, phường Tân Tạo, quận Bình Tân phát hiện lửa kèm theo khói bốc ở nhà kho chứa ngòi mút trên đường này. Lực lượng chức năng tại hiện trường. Lúc này, người dân hô hoán và dùng nước, bình chữa cháy tiếp cận dập lửa nhưng không thành công. Do trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa và khói bốc cao hàng chục mét. Nhiều người dân sinh sống gần lo kiêng dè cháy lan nên chạy ra khu vực an toàn. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đang phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tiến hành công tác chữa cháy. Gần 13 giờ 30 cùng ngày, lực lượng vẫn đang tiến hành chữa cháy ở hiện trường. Hiện chưa rõ ràng nguyên nhân cũng như mức độ thiệt hại.